Rồi hello tất cả mọi người nha. Hiện nay thì nhóm của chúng em đang đi chợ đêm ở Hà Tiên cả nhà. Đó, chúng em đang ở trên một chiếc xe xe lôi đúng không ta? Một chiếc xe lôi cả nhà. Đó. Hồng Lý và bé Hai và những người đi xe khác nữa. Mỗi xe có 4-5 người gì đó. Chút xíu thì ra chợ đêm chúng em sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi tới chợ đêm rồi nha, nhà đây là cổng chính rồi cả nhà. Đó. Thì ở đằng trước cổng nó có một cái biểu tượng Tết để chúng ta chụp hình nữa cả nhà. Rồi, cảm ơn. Rồi, đi vô nha cả nhà ơi, cho em đã tới chợ đêm Hà Tiên nha cả nhà. Ê, nó nghe nè. Pha xuống đi, bác khẩu trang đó, trên clip nó chửi chớ. Rồi chúng em tới chợ đêm Hà Tiên nha cả nhà. Bây giờ là vô bắt đầu mình dạo chợ đêm Hà Tiên nha cả nhà. Cô Ca có quay clip không? Không, đi quên không lấy cái tiền. Phạm Tấn nói đó. Đây. Có sao bụng được không? Thử coi, có sao anh mới được. Hello làm màn gì? Ok luôn nha. Nó trơn quá, vuốt tay. Em nó sao vú được không? Được, bình thường. Trời ơi. Chút xíu em mua cho em đang quay clip á, chị mới không mất thời giờ luôn. Lấy em ủng hộ anh thôi, cái gì một món nha. Nha, lấy em ủng hộ anh. Nhớ nha. Rồi, nhớ rồi, anh nhớ. Rồi. Trời ơi, cái này giống dây chuyền của em luôn. Nè. Má ơi, quảng cáo giùm chị cho, đừng có lo, chị cho em phá đi. Quảng cáo giùm chị cho. Kệ trong kia là cứ có chị Hai kìa, chơi chơi. Nè, đưa con nè. Nó ra tan không? Không có ra tan má, đeo hoài luôn má. Má là như vàng thiệt, nó không ra tan. À, cả nhà nha, ở đây giờ ủng hộ chợ Hà Tiên nha, cả nhà mình đến đi. Chợ Hà Tiên bây giờ là đang phát triển rất là vui nha cả nhà. Quay tên gì chị ơi? Quay này quay gì vậy chị? Hiếu ni. Không có dù. Thiếu niên hả chị? Yến Ni. Nè, múa đây mới mua xong thì nè. Mới mua luôn. Anh đừng có la lớn cho vô chúng ta cười em chứ. Có. Anh đừng có le, anh lấy cái lọc không? Em lấy cái lọc lại á. Trời ơi má, có quá đơn đàng hoàng nha má. Nè, quá đơn đàng hoàng. Trời ơi, chúc chị mua bài bán đắt nha. Rất là vui hôm nay tương tác với quầy mình. Cái gì của anh Hùng nè. Má là quá đi má. Đi. Có bản hiệu của anh là gì vậy? Có Hiếu Ni đó nè. Hiếu Ni được của anh luôn á hả? Đúng rồi. Ôi, Hiếu Ni nha cả nhà. Cưng quá trời cưng. Hello cả nhà mình. Hello cả nhà mình. Chúc mua bài bán đắt nha. À, hello chú nè. Dạ mới bán đắt nha chú nha. Bán xa 50.000 cây. Dạ, dạ, con thử coi. Thôi chú lớn tuổi con không làm gì được kỳ đó. Vui quá. Vô trọng mới vui. Ồ vui quá cả nhà ơi. Có lô tô nữa kìa. Có lô lên kia lô tô luôn. Làm đẹp quá ha, làm cái này đẹp quá ha. Làm đẹp thiệt chứ. Dạ không có, em coi thôi, em coi cả nhà anh, em coi thôi. Chịu đâu, tôi không chịu. Thôi em lỡ rồi, em coi thôi. Thôi lỡ, ở lại đi. Thôi em lỡ. Rồi chuyến sau, năm sau em ra em mua cho. Không được. Gọi mà, thôi lỡ, em sẽ lỗi mà. Đó là hai nó mua kìa. Hai nó mua kìa. Không chịu đâu hả? Trời ơi, nhõng nhẽo. Không chịu đâu. Nhõng nhẽo quá trời luôn. Nghĩ sao nhõng nhẽo với chị? Sao? Thấm vàng có quả sắm đi cơm, chị đâu cấm con đâu. Like quay cho thấy. Quay. Quay.
Hello cả nhà. Rồi mấy máy ăn được. Ôi vui quá cả nhà ơi. Vui thật là vui. Dạ. Thôi anh chạy lên gãy xe đền ta má ơi. Xe. Nhã nhã vô cái này là đúng đầu cây có không? Đây đây. 8. Thằng kìa. Ảnh nè. Nè 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 Tâm ơi. Ảnh này Tâm. Anh nè. Đây, ảnh nè. Tâm. Mà nó giờ đi kiếm anh quá trời luôn kìa, nó ủng hộ kìa. Nó muốn ăn nữa kỳ dễ sợ. Ai biết cái gì? Em đâu biết gì đâu. Anh ơi cái lâu nó bị gì không nghe nhạc rồi kìa. Trời ơi tưởng là thủ tướng Phương. Thôi chết rồi. Cái tàu dính nè. Dính quá trời dính. Đi đây chơi, đi đây chơi. Có nhậu nha anh ơi. Có nhậu nha. Đi mua nè. Con Tâm đâu con én đâu bộ, gãy con ý đâu. Nó lựa đồ bộ rồi. Bực bội ghê, từ từ mua. Có nhậu ra gãy nhậu cho vui. Đó vui vẻ lắm. Phấn dính tùm lum tùm la kìa, lao đi. Dính tùm lum. Ba lo anh ơi. Hay quá chứ không ơi. Trời ơi, dễ vô bốn chất. Nè em vô 10 trái như một luôn nè. Em vô 10 trái như một. Không sót một trái. Không sót một trái. Nè én. Én. Én ơi. Ảnh kìa kẹo chỉ kìa. Kẹo chỉ. Chỉ kìa. Ủng hộ nó khiến anh ủng hộ nãy giờ. Ủng hộ đi. Rồi ơi chứ không. Đớt chị em mình đó. Chị em mình. Chị em mình. Của chị. Tới đây gọi nhậu nha. Đức hay quá má ơi. Đức ơi, con gì nó bò kìa Đức ơi. Con gì nó bò. Ok, ok. Zalo vui vẻ mà có gì đâu mà tương tác. Tối ngủ ra đi nhậu có gì đâu. Trời ơi bình thường. Nhưng mà trên kênh nó không được. Chút xíu đi. Không có được thôi. Thì trên kênh mà nó không có được. Nói gì mất công. Em muốn ăn kẹo chỉ. Em muốn ăn kẹo chỉ. Ôi nó hồn ơi dính trên kẹo. Trời ơi tới con nhỏ này rồi. Trời ơi là trời. Thôi chưa. Quay đây nè. Thế là dẫn nhậu nha. Nhẹ nhẹ thôi. Tôi tới không con. Vô. 59 mãi tỉnh nha. Đó. 59 mãi đỉnh đó nè. 59 mãi đỉnh. Má này ngu quá. Đây má ơi. Đây má. Má kia kìa. Má kia kìa. Là 40 ngàn đúng không? Đi quá. Bê chim, bê chim. Tắt cái giặt bê chim. Trả lại được, trả lại. Tắt cái lo đúng rồi. Đúng rồi. Không, mình của mình đây nè, 40 ngàn rồi. Để 60. Đây, đây, đây. Để bê đê nè. Không, hiểu quá. Cho một tụ lần rồi. Ừ, nè. Vô tiếp tục nè. Vô. Kìa đi, đó kìa. Dạ. Ngồi chưa? Trời ơi, má ơi. Trời, trời ơi. Thôi giờ giải quậy nhậu đi, bán gì quậy nhậu. Vô rồi, vô rồi. Cầm mấy cái này đi. Dạ, quấy lòng rồi.
Rồi tiếp tiếp đi, tiếp đi. Trời ơi. Tới ông bà. Trời sao. Tới cùng hàng. Hôm nay đậu, hôm nay đậu. Mạnh dữ không vậy hả? Đúng vậy thôi à. Đây 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 ở đâu vậy? Đây 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 đây. Không? Mày đi trước đi, tao chạy nhanh, mày đi trước đi. Mày đi trước xa lên, tao chạy nhanh lại. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Xe chạy không nổi luôn cả nhà. Ông xã. Đây 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 đây. 24 lần. Lên 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 lên. Anh chủ ơi, sao em chạy xe mà nghe nó kêu cái cốp là cái gì vậy? Nó gãy hay cái gì á? Trời ơi là trời. Trời ơi cô ca kìa. Thấy ghé con má ơi. Nẹt bô nè. Rồi sao có chạy nữa không? Thôi đi. Thôi chạy xe đi. Bác Bến chạy vòng đi bác Bến. Đen. Gắt được kìa. Gắt đây nè. Sâu quá trời sâu vậy. Gắt sâu quá đồ bơi. Sâu quá trời. Trời ơi cho nha. Chạy đi. Rồi xe ta thấy con gà trong gai. Nó kêu kêu. Không sao, không sao, vô tấm vui vẻ mà. Có gì đâu. Đi chém theo đi chém, bảo vệ chị đi chém. Trời ơi là trời. Trời ơi, chị hạnh phúc quá. Hôm nay là được đi mô tô nữa nha. Trời ơi là trời. Cái xe này luôn. Tới Tâm, tới Tâm lên vòng, Tâm tới Tâm. Lên 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 Tâm sao vậy? Lên Tâm. Ờ ờ đúng rồi. Trời ơi là trời. Không được. Ừ, được, ừ. Thôi chị em không có làm bậy vô được. Nó không có dạy được, vui vẻ thôi. Không có, không có, cái này tương tác trên kênh thôi, không có thái đâu. Bỏ đi lấy liền cơ mà. Hello mọi người nha, hồi nãy vô tụi em vui vẻ thôi. À, mong là mọi người đừng có nói tụi em nhốn nháo mà tại vì đi phải vui. Tới giờ chợ đêm nha cả nhà. Dạ, hy vọng hôm nay là tụi em được một mình nè. Hôm nay là chiến Hà Tiên là cái điểm dừng của tụi em là trong cái năm nay rồi, không biết là ổng bả luôn. Hy vọng là năm nay tụi em được mình chén nè. Đi du lịch đi đó kia nọ để xả stress cho mọi người nha. Và hôm nay là chắc là trong tháng giêng này là điểm Hà Tiên là điểm cuối cùng để trong tháng giêng này tụi em tiếp tục vào công việc. Để hy vọng là năm nay em sẽ có một mình. Bà không có dứa lại. Hôm nay em sẽ có một mình. Phải có mà. Phải cano, còn sâu nằm con số 5.
rồi, kinh quá, coi kỹ lại coi. Hồi hộp quá. Ai đỡ hàng bố? Giờ tay lên bốn thì đây bốn, thì ra con bốn thì đây bốn, thì ra con bốn thì đây. Không có, định mua, được không? Anh thấy mấy quần đồ đấy lắm. Để giờ bữa anh lấy. Ờ, mấy quần thun đó, anh thích luôn. Mát rượi luôn. Cái cờ ra. Chưa có lên. Lên hát luôn mà. Lên luôn má, lên luôn má. Thì đây bốn, thì ra con bốn, thì đây ai đi. Là lưu tô quậy. Bốn mười tám. 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 Khi cắt giờ hàng năm, năm gì đây? Hai số năm. 55 là vé cơ hơn. Luôn bà. Rồi xong luôn. Dường như đột dậy 55 bà con khoan vô bộ vé với mì nha. Dạ, dạ chút xíu. Dạ chút xíu. 55 giờ điểm. 55 giờ điểm bên trên có 1. 39. 39 có 2. 27. 27 có 3. Số 5. Số 5 có được. Số 5, 27, 39, 55, 4 có hợp lệ. Trong đá bé màu xanh, màu hồng ký hiệu 294 là ký hiệu đầu đầu trong đá bé. Rồi và bây giờ nếu không còn ai đột giải thì chỉ có một chủ nhân đột giải bà con nha. Và bây giờ tấm lá vé này Duy Tấn bỏ vào thùng phiếu. Còn bà con cứ việc giữ nguyên tấm lá vé bên dưới quý vị nha. Rồi và bây giờ một lộ mới được vé 10.000 đồng. Bà con nhận có một phần gửi quà giá trị của nó là 300.000 đồng. Rồi mời mấy chế mình bước vào ngồi ghế nha. Rồi chào hả? Chào mừng quý vị không? Bị chế! Lên đây! Đây và bây giờ mời bà con nhanh tay tham gia tham dự ủng hộ vòng lộ mới, chúng tôi đang tăng tốc mở thưởng rất là nhanh. Rồi chúc bà con gặp nhiều may mắn, nhanh tay quý vị ơi. Rồi 10.000 đồng một phần rưỡi quà giá trị của nó 300.000 đồng, tặng một vé bốc thăm trúng thưởng dò miễn phí chiếc phong bì giá trị 1.500.000 đồng. Quý vị cũng có anh chè nhanh tay lên đừng bỏ lỡ cơ hội quý vị nha. Rồi tên của bé hai đã ủng hộ 20 vé đi nè. Rồi vé đâu đưa xuống bàn đó luôn, bàn của bé hai hùng lý luôn. Nhiều vé? Nhiều? 10.000 hả? Ủng hộ 50 vé luôn đây. Rồi mời mấy chế vô ghế ngồi đi rồi. Vô ngồi đi đó. Luôn. Vô ngồi vô bài được tự vô, lấy chúng mấy con gấu kìa. Quý ơi, mời mấy anh chị đi quý. Rồi anh sao giờ đứng đây luôn hả? Chụp hình, chụp hình. Chụp hình, rồi đó mấy anh chụp hình quay phim đó, lâu lâu mấy chế tới đây thay cho bài nha cả nhà, để có YouTube của mình. Rồi nha, mấy chịu khó mời chào mấy anh chị nhiệt tình vô nha. Rồi mấy anh chị đi thông tới dễ vô đi mấy anh chị. Rồi sổ luôn ha. Giờ luôn. Sổ đi hả, sổ luôn. Sổ luôn hả? Hết vé chưa? Rồi nhân viên ơi, coi có lấy ghế cho mấy anh chị. Nói nghe nè, 50 vé đó mình dò đi, chúng nhóm mình dò đi cả nhà. 50 vé đó mình dò đi. Lan lên sổ luôn Lan. Lên sổ chưa? Kệ lên sổ chi với mấy chị em mình. Ok ha. Ok chị. Rồi cái video này hết vé đâu không? Bắt đầu mở thưởng với mấy chị. Nhanh chóng lên làng luôn. Để bắt đầu mở thưởng luôn. Sai, không có kêu cầm vậy hoài luôn á. Em. Hết vé chưa? Hết vé chưa? Hết vé chưa? Hết vé chưa nè. Số gì đây? 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 Mấy gì đây? Số gì đây? Qua xuống này về trên quê ta. Khắp đất trời biến rộng táo ra. Cây xanh tươi xa lá rổ qua. Và mùa xuân về với mọi nhà. Mấy gì ra số gì ra đó nhá. Gọn lẹ nhá. Để bên trên bên cho mở thưởng. Cho cái vị mình nhanh gọn lẹ hơn. Rồi bắt đầu mở thưởng. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Mẹ Việt Nam, con số 8. Dạ ôi, vô cảm hậu vậy. Dạ ôi, vô một, vô gạch, gạch vô. Số 8, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Chúc anh đài, giả trai, 32. Rồi, 32, số gì ra, số gì ra, 32. Số 8, 32, gạch vô, số 8, 32. Số 8, 32, mở thưởng chiếm quý vị nha. 32 có vương vòng còn lên non mà hai cháy hey. 84.000 phận gái cái mồ côi ba mồ ôi 31
vô gạch tịch vô thọc học vô. Lùi gì đây lùi gì đây lùi gì đây. Trong chim bao tôi thấy mèo quá mập. Thấy cầm hoa ra từng quý bình. Thất bại với tôi có tìm bông mái trắng. Về cung cái từ mẫu khỏi chết. Cô lá thai cái vừa nghe qua. Xúc động bồi hồi xưa. Tới nay có quỳnh mai nào có bạch mai. Con mười hai, bốn gì đây, hay ngựa ô kiêu giang anh không, xuân sao câu hò tiểu nĩ với nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao trầm trùng, đưa nàng về vinh sao xuyến lý chung, tại bốn mười chín. Số gì đây, cung đàn bé nhảy, 47 là chiếc kênh hai kênh vậy? Ai kênh dạ? Nhớ mình không dạ? Không, bên ngoài. Rồi, 500 tươi xanh luôn. Xong rồi có không? Xong rồi làm 500 nó đi mấy chế. Giá mấy dây dòng lội vừa qua không còn giá trị. Rồi ai hát tặng bài này, ai hát này. Đây em hát cho. Em hát, rồi, có YouTube không? Có, rồi đứng ra đi, rồi để chi tính giật, xong bắt đầu mình góp vui. Hello cả nhà mình nha, tôi em đã xong rồi nha cây ạ. Một buổi tối rất là vui khi tung tăng chơi đêm Hà Tiên nha cả nhà, rất là vui luôn. Thì hồi nãy giờ chị em có tung quẩy gì trong nhóm thì cái này là gọi là đi chơi là phải cái này vô chợ đêm, nên tụi em có quyền tụi em tung quẩy, và cái này là hội chợ nữa. Nên vậy là cái thường là hội chợ á, thường thường là cái nghề máu lửa của các chị em cộng đồng LGBT, nên tụi em có quẩy hết mình, có vui hết mình. Thì ở trong này người ta cũng rất là đón chào nồng nhiệt, người ta vui. Tại vì khi khách mà đến đây rồi mà khách tham quan Đô Tô thì chắc chắn là khách đã biết là LGBT, họ rất là tung quẩy, họ rất là tung tăng, rồi họ rất là nhộn nhịp. Nên vì vậy là những anh chị nào mà xem qua cái clip này thì đừng có nói là LGBT đi đâu nhộn nhịp, không có đâu, tụi em đã vô đúng địa điểm nên tụi em đã quẩy hết mình. Thì kết thúc clip thì cảm ơn tất cả cô chú anh chị em bạn bè xa gần đã luôn luôn thương yêu kênh Sức Sống Mới, cũng như là thương yêu team của Hùng Lý. Hùng Lý xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào clip sau.